Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, hôm nay ngày 10 tháng 3 năm 2019. Vâng, em đã nhận được đơn của anh Thành ạ. Vâng, anh Thành, anh ở Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh đặt cho mình một cái súp B3 747 30 mặt trước. Vâng, bên em có tặng đầy đủ dây dắt kết nối với cái idol của anh ạ. Vâng, anh có chia sẻ là anh đang có cái idol. Vâng, thì anh Thành nhớ đây là cái súp B3 817 mà bát mặt trước bên em đã lấy ra để em test trước khi gửi cho anh. Vâng, đây là cái hộp bên em đã để sẵn đây, thì nữa bên em sẽ đóng vào thùng cắt tông này, cần rất là cẩn thận để cho bác sĩ Âm chuyển sang đến tận nhà anh, vì là anh ở Hà Nội ạ. Vâng, thì anh Thành, như đây là cái súp mà bên em đã test cho anh trước khi gửi đấy ạ. Vâng, bên em cho vào phòng kỹ thuật test rất là cẩn thận. Vâng, đây là phía mặt trước đấy ạ. Vâng, được bảo vệ bởi cái găng sắt rất là chắc chắn. Bát 30 làm việc bên trong. Vâng, bát đang đánh đấy ạ. Vâng, và súp của anh đang hoạt động. Vâng, em đang mặt công ty Zika Audio, cảm ơn anh Thành đã ủng hộ sản phẩm bên Zika nhé. Vâng, đây là phía sau đấy ạ. Vâng, súp của anh đang hoạt động anh nhé. Vâng, sau khi bên em cho vòng kỹ thuật test thì thợ kỹ thuật cảm thấy ổn định và hoàn hảo, thì có dán tem công ty Zika Audio bảo hành 1 năm cho anh nhé. Vâng, em thử tắt súp của anh đi ạ. Đây, nhà không có súp đây anh ạ. Đây, em bật súp của anh lên này. Nhạc rất là dày, nghe rất là dễ chịu êm tai. Nói chung một giải âm mà không có trầm thì nghe cái tai mình bị chói, nghe rất là khó nghe và không thể nghe được lâu dài. Hỗ trợ trầm vào cho dàn karaoke gia đình thì chúng ta nghe được rất là lâu mà không bị khó chịu. Vâng, súp của anh hoạt động rất là ổn định. Vâng, thì bên em có tặng anh dây AV 3m và kết nối với cổng line bằng jack AV hoa sen đấy ạ. Vâng, hình thức kết nối anh có thể kết nối bằng cầu đỏ đen này cũng được. Nói chung là xuất hiện rất nhiều hình thức kết nối. Vâng, và bên em có tặng anh cái jack canon chuyển đổi từ đằng sau idol đấy ạ. Vâng, bên em đang kết nối với lại đẩy Kiso K950 ạ. Vâng, và một cái băng cơ lai số WeWood TF9 Plus ạ. Vâng, và một đôi la full VA12 WeWood. Vâng, quay trở lại cái trầm của anh đi. Nghe nhạc rất là dày. Nhá, hiện tại cái suất này của anh hoạt động rất tốt anh nhá. Vâng, sau đây em xin phép anh Thành em bỏ ra cho bác sĩ Âm chuyển sang cho anh ạ. Vâng, sau cùng em chúc anh và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào anh Thành và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ. Vâng, đẹp không tì vết luôn ạ. Anh Thành nhé, sau khi bên em đã kiểm tra và đây là cái thùng hàng của anh đấy ạ. Vâng, thùng súp B3 717 30 mặt trước của anh đã hoàn thiện rồi.